7 điểm trên cơ thể phụ nữ mà người đàn ông nào cũng say mê, sẵn sàng đổ gục dưới chân bạn. Mến chào quý khán thính giả đã đến với chuyên mục Triết lý cuộc sống trên kênh Ngẫm Thế Gian. Quý vị thân mến, là phụ nữ, ai cũng hướng đến cái đẹp. Thế nhưng đôi lúc vì mải chạy theo những tiêu chuẩn mà họ quên mất quyền làm đẹp của bản thân là không cần khuôn mẫu nào. Dù là 20, 40 hay 60 tuổi, mỗi người phụ nữ đều sở hữu những đường nét cá tính và giá trị cốt lõi riêng. Mỗi người phụ nữ đều có những nét đẹp riêng, vậy nên hãy gạt bỏ hết những thước đo và tiêu chuẩn, thoải mái khi là chính mình, dù là trong bất cứ thời điểm hay hoàn cảnh nào. Điều quan trọng là phụ nữ có thể thể hiện những điểm này một cách tự nhiên và chân thành, thể hiện tình cảm và lòng quan tâm của mình đến người đàn ông bên cạnh. Đó chính là điều khiến mọi chàng trai chết mê và xao xuyến trước vẻ đẹp và sự cuốn hút của phụ nữ. Do đó, chẳng tốn đến một giây để phân biệt được một người phụ nữ tự tin với một người thích phục tùng, chỉ cần dựa trên ngôn ngữ cơ thể của nàng. Cánh mày râu dù tự coi mình là người thông minh, khô cứng hay lãng mạn, thì cũng đều chú ý tới những điểm nhất định giống nhau ở người khác phái. Dưới đây là 8 điểm ở phụ nữ hút mắt tất cả cánh mày râu. Hãy cùng Ngẫm Thế Gian lắng nghe và chiêm nghiệm ngay sau đây. Thứ nhất, mái tóc. Mái tóc là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của mỗi phụ nữ. Không chỉ đơn thuần là một phần của vẻ đẹp ngoại hình mà còn là một cách để thể hiện bản thân. Có thể bạn không biết, nhưng cách mà một cô gái đối xử với mái tóc của mình có thể nói lên rất nhiều điều về con người và tính cách của cô ấy. Nếu bạn thấy một người phụ nữ thường xuyên thay đổi kiểu tóc, luôn cập nhật xu hướng thời trang mới và chăm chỉ tới tiệm làm tóc, có thể bạn đang đối diện với một người phụ nữ rất tự tin và thích thử thách. Cô ấy không ngại thay đổi, luôn tìm cách để làm mới bản thân và khám phá những khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Điều này cho thấy cô ấy là một người sáng tạo và luôn sẵn sàng đối mặt với những thử thách mới. Nếu người phụ nữ ấy duyên dáng với mái tóc dài mượt mà và luôn chăm sóc để tóc luôn trong tình trạng tốt, đó có thể là dấu hiệu của một người phụ nữ quyến rũ và nữ tính. Cô ấy có thể là người biết cách quyến rũ và thu hút đàn ông bằng vẻ đẹp ngoại hình của mình. Tóc dài có thể tượng trưng cho sự nữ tính và mềm mại, và người phụ nữ này thường biết cách sử dụng điều đó để tạo ấn tượng mạnh mẽ. Tuy nhiên, không phải người phụ nữ nào cũng quá phức tạp hoặc tự tin về ngoại hình của mình. Có những người phụ nữ ưa thích sự đơn giản và tự nhiên. Họ có thể để tóc dài hoặc ngắn, thậm chí là tự nhiên mà không tốn quá nhiều công sức vào việc chăm sóc. Điều này cho thấy họ là những người thực tế, không quá đầu tư vào vẻ ngoại hình, mà họ coi trọng hơn những giá trị và phẩm chất bên trong. Hãy nhớ rằng mái tóc chỉ là một phần nhỏ của cuộc sống và tính cách của một người phụ nữ. Quan trọng hơn cả là hiểu và trân trọng người đó với tất cả những điểm mạnh, yếu của cô ấy. Bởi đó mới thật sự là cách để thấy được vẻ đẹp thực sự của một người phụ nữ. Thứ hai, dáng vẻ. Chẳng gì khiến một người phụ nữ nổi bật hơn dáng điệu cơ thể của cô ấy. Chẳng tốn đến một giây để phân biệt được một người phụ nữ tự tin với một người thích phục tùng, chỉ cần dựa trên ngôn ngữ cơ thể của nàng. Dáng vẻ của một người phụ nữ có thể tạo nên ấn tượng mạnh mẽ và nổi bật giữa đám đông. Đó không chỉ là về việc có một thân hình cân đối hoặc một khuôn mặt đẹp, mà còn liên quan đến cách cô ấy biểu đạt sự tự tin, quyết đoán và sự thoải mái trong chính bản thân mình. Một phụ nữ tự tin thường có dáng điệu trong từng bước chân của mình. Cô ấy không cần phải theo đuổi các tiêu chuẩn về vẻ đẹp mà xác định được một phong cách riêng, phản ánh bản thân mình thông qua cách ăn mặc và di chuyển. Điều này tạo ra một sự thu hút tự nhiên khiến người ta không thể không để ý đến cô ấy. Không phụ thuộc vào kích thước hay dáng vẻ cụ thể mà còn phụ thuộc vào sự tự tin và thoải mái của người phụ nữ đó trong chính cơ thể của mình. Sự tự tin này không chỉ thể hiện qua cách cô ấy di chuyển, mà còn qua cách cô ấy tương tác và giao tiếp với mọi người xung quanh. Một người phụ nữ tự tin không sợ thể hiện bản thân mình, và cô ấy biết cách tạo nên dáng vẻ riêng để thể hiện sự cá nhân hóa.
Điều này có thể thể hiện thông qua cách cô ấy diện trang phục, làm tóc hay thậm chí là cách cô ấy cười và nói chuyện. Đáng chú ý, điều này không chỉ thu hút sự chú ý của đàn ông mà còn làm cho mọi người quanh cô ấy cảm thấy thoải mái và đáng quý. Bởi vậy, dáng vẻ của một người phụ nữ không chỉ đơn giản là hình dáng cơ thể mà còn là sự tự tin, phong cách và cách thể hiện bản thân. Điều này có thể làm nổi bật và tạo sự thu hút đặc biệt, khiến cô ấy trở thành một người phụ nữ đầy quyến rũ và nổi bật trong mắt người khác. Thứ ba, đôi môi. Đôi môi đôi khi được xem như là bí mật của nữ giới để làm đàn ông mê mệt. Đúng vậy, không có gì là quyến rũ hơn một đôi môi quyến rũ và quyện vào nhau. Đây là một vùng cơ thể đầy ý nghĩa và có khả năng kích thích cảm giác tình yêu, thể hiện sự gần gũi và độc đáo của mỗi cá nhân. Khi một người phụ nữ biết cách chăm sóc và trang điểm đôi môi của mình, cô ấy đang tạo điều kiện cho một bữa tiệc mà đàn ông không bao giờ muốn bỏ lỡ. Sự căng mọng, mềm mịn và màu sắc phù hợp với diện mạo tự nhiên của cô ấy sẽ khiến cho bất kỳ người đàn ông nào cũng nghĩ về nụ hôn và những cảm xúc thăng hoa. Tuy nhiên, không chỉ vẻ ngoại hình của đôi môi mà còn là cách mà phụ nữ sử dụng chúng. Nụ hôn có thể là một cách thể hiện tình cảm, một cách gửi đi thông điệp không lời rằng anh quan trọng với em hoặc em đang nghĩ về anh. Đó có thể là một phần quan trọng trong việc xây dựng và duy trì một mối quan hệ mạnh mẽ và đầy đam mê. Đôi môi cũng có khả năng nói lên sự tự tin của người phụ nữ. Một phụ nữ tự tin về đôi môi của mình sẽ không ngần ngại thể hiện cảm xúc và sẵn sàng để thể hiện tình yêu và sự kiên nhẫn thông qua những nụ hôn ngọt ngào. Điều này thể hiện tính cách mạnh mẽ, tự tin và sẵn sàng yêu thương của cô ấy. Tuy nhiên hãy nhớ rằng, đôi môi không chỉ dành riêng cho việc hấp dẫn nam giới, chúng cũng có thể là một cách thể hiện tình yêu và sự quan tâm trong mối quan hệ và có thể tạo ra những kỷ niệm đáng nhớ và ngọt ngào. Điều quan trọng nhất là đôi môi đó thực sự chứa đựng tình cảm chân thành và đôi tay nắm chặt lấy tình yêu đích thực. Thứ tư, nụ cười. Một nụ cười xinh đẹp có thể làm loạn nhịp trái tim của một chàng trai. Đó chính là lý do vì sao đàn ông luôn chú ý tới nụ cười của người khác giới. Nụ cười không chỉ là một biểu hiện về vẻ đẹp vật lý, mà còn là một cửa sổ để khám phá tâm hồn và tính cách của một người phụ nữ. Đàn ông thường chú ý tới nụ cười vì nó có thể tiết lộ rất nhiều về người đó. Bên cạnh đó, một nụ cười xinh đẹp thể hiện sự tươi cười tự nhiên và vui vẻ bên trong. Nó có thể phản ánh tâm trạng tốt của người phụ nữ. Và đặc biệt, khả năng biết đánh giá và thấu hiểu những niềm vui nhỏ trong cuộc sống. Đàn ông thích phụ nữ có khả năng tạo ra sự hạnh phúc xung quanh họ, và một nụ cười là một cách tuyệt vời để thể hiện điều đó. Ngoài ra, nụ cười còn thể hiện tính cách của người phụ nữ. Một nụ cười chân thành và tự nhiên thường kèm theo sự thoải mái và tự tin. Đàn ông thích phụ nữ có sự tự tin trong bản thân, và nụ cười có thể phản ánh điều này. Nó cũng cho thấy sự tươi trẻ và tràn đầy năng lượng, điều mà họ đánh giá cao ở một người phụ nữ. Vậy nên nụ cười có thể làm cho người phụ nữ trở nên hấp dẫn hơn và cuốn hút hơn. Nó tạo ra một sự kết nối và giao tiếp dễ dàng hơn giữa hai người, khiến cho người đàn ông cảm thấy thoải mái và thú vị khi ở bên cạnh người phụ nữ đó. Nụ cười có thể làm cho mọi tình huống trở nên dễ chịu hơn và tạo ra không gian thoải mái để tận hưởng những khoảnh khắc bên nhau. Thứ năm, đôi mắt. Dù là một ánh nhìn lạnh lùng, khiêu khích hay mơn trớn, đôi mắt có sức mạnh phá hủy trái tim một người đàn ông hơn bất cứ thứ gì khác. Khám phá thế giới qua đôi mắt của một phụ nữ là một trải nghiệm đầy kỳ diệu và đầy sức mê hoặc. Đôi mắt có khả năng nói lên nhiều điều về con người và tâm hồn của họ. Chúng là cửa sổ tâm hồn, là ngọn đèn sáng trong bóng tối của tâm trí và là gương mặt tinh tế của tình cảm. Khi một phụ nữ nhìn vào mắt người đàn ông bằng ánh mắt ấm áp và yêu thương, cô ấy có thể tạo ra một không gian an lành và ấm áp ngay lập tức. Đôi mắt đó không chỉ thể hiện sự quan tâm mà còn là lời hứa hẹn về tương lai và sự bền chặt trong mối quan hệ. Chúng là ngôn ngữ của tình yêu, nói lên những điều không thể diễn đạt bằng lời nói. Một ánh mắt lạnh lùng, tinh nghịch có thể khiến cho người đàn ông cảm thấy mê mệt. Đó là dấu hiệu của sự bí ẩn và thách thức, khiến cho mối quan tâm và sự tò mò bùng nổ trong con người họ.
Khi một người phụ nữ biết cách sử dụng ánh mắt một cách khéo léo, cô ấy có thể chơi đùa, thách thức và kết nối với người đàn ông một cách đầy cuốn hút. Không chỉ về thể hiện cảm xúc, đôi mắt còn là tấm gương của tâm hồn. Chúng có thể phản ánh sự tươi sáng và hạnh phúc bên trong, hoặc thể hiện sự u sầu và khó khăn. Khi một phụ nữ biết cách giữ cho đôi mắt luôn tươi sáng và lạc quan, cô ấy có khả năng truyền đạt niềm vui và sự lạc quan cho người đàn ông. Vì vậy, khi một người phụ nữ có đôi mắt sáng ngời, đầy nhiệt huyết và quyết tâm, cô ấy có thể truyền cảm hứng và sự tự tin cho người đàn ông. Đó là dấu hiệu của một người phụ nữ mạnh mẽ, độc lập và quyết tâm đi đến thành công. Chúng thể hiện tình cảm, bí ẩn, tâm hồn và tính cách của người phụ nữ. Và khi biết cách sử dụng ánh mắt một cách thông minh, cô ấy có thể khiến cho đàn ông mê mệt và đắm chìm trong thế giới của cô ấy. Thứ 6. Thái độ. Cách cư xử và cá tính của một người phụ nữ khiến họ khác biệt hẳn giữa đám đông. Nam giới khác nhau có sở thích không giống nhau. Đó là lý do vì sao hầu như không người đàn ông nào bỏ lỡ cơ hội chú ý tới thái độ của phụ nữ. Sự tự tin là một yếu tố quan trọng khi đàn ông xem xét thái độ của người phụ nữ. Phụ nữ tự tin thường tỏ ra hấp dẫn và mạnh mẽ. Họ biết giữ lấy giá trị của bản thân và không cần phải phụ thuộc vào sự thừa nhận từ người khác. Sự tự tin này thường xuất hiện trong cách họ nói chuyện, di chuyển và tương tác với người khác. Bên cạnh đó, tính cách thoải mái và thú vị cũng là điều mà đàn ông đánh giá cao. Phụ nữ có thể tạo ra một không gian thoải mái và thư giãn cho người khác, giúp họ cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh người phụ nữ đó. Tính thoải mái này không chỉ xuất hiện trong việc trò chuyện, mà còn ở cách họ ứng xử và đối diện với những tình huống khác nhau. Sự tích cực và lạc quan cũng là yếu tố quan trọng trong thái độ của một người phụ nữ. Đàn ông thích ở bên cạnh người có khả năng nhìn nhận mọi tình huống một cách tích cực, thay vì bị cuốn vào tiêu cực và than trách số phận. Sự lạc quan có thể tạo nên một không gian tích cực và đem lại niềm vui trong mối quan hệ. Ngoài ra, sự tôn trọng và chia sẻ cũng là những yếu tố quan trọng trong thái độ. Đàn ông thích ở bên cạnh người phụ nữ có khả năng lắng nghe và hiểu người khác, và có sự tôn trọng đối với quan điểm và cảm xúc của họ. Chia sẻ cảm xúc và suy nghĩ làm cho mối quan hệ trở nên chặt chẽ hơn và tạo nên sự kết nối sâu sắc. Vì vậy, thái độ của một người phụ nữ có thể là yếu tố quyết định để họ nổi bật trong mắt đàn ông. Sự tự tin, thoải mái, tích cực, tôn trọng và chia sẻ là những yếu tố mà đàn ông thường chú ý và đánh giá cao ở một phụ nữ. Thái độ này có thể tạo ra một ấn tượng mạnh mẽ và tạo nên mối thu hút trong quan hệ. Thứ 7. Đôi giày. Thật khó tin nhưng thực tế là hầu hết nam giới đều chú ý tới đôi giày của người phụ nữ đi dưới chân. Mỗi người đàn ông có một sở thích khác nhau. Người thì thấy các cô nàng đi giày cao gót trông thật gợi cảm. Một số lại cho là các cô gái đi giày bệt và thể thao là cá tính và cuốn hút. Nhưng nói chung, tất cả cánh mày râu đều hay để ý tới giày dép dưới chân phụ nữ. Đôi giày là một chi tiết nhỏ trên cơ thể của phụ nữ, nhưng lại chứa đựng nhiều điều đáng kinh ngạc. Đàn ông thường không biết rằng, một người phụ nữ có thể thể hiện nhiều khía cạnh của bản thân thông qua đôi giày mà cô ấy chọn mặc. Không chỉ là về phong cách, mà còn là về tính cách và tâm hồn. Một đôi giày cao gót, ví dụ có thể biểu thị sự tự tin và quyến rũ. Người phụ nữ đi những đôi giày như vậy thường tỏ ra mạnh mẽ, quyết đoán và sẵn sàng đối mặt với thách thức. Đôi chân của cô ấy được nâng cao lên, tạo ra vẻ quyến rũ và sự lôi cuốn khó lường. Đôi giày cao gót cũng thể hiện sự chăm sóc bản thân và tình yêu với sự hoàn hảo. Phụ nữ thường phải đối mặt với những khó khăn khi di chuyển trên những chiếc giày này, nhưng họ vẫn chọn mặc chúng để tỏ ra thanh lịch và quyến rũ. Ngược lại, một đôi giày bệt hoặc thể thao có thể thể hiện cá tính và sự thoải mái. Phụ nữ chọn mặc những đôi giày như vậy thường tỏ ra thân thiện, tự nhiên và không quá cầu kỳ. Đôi giày thoải mái giúp họ dễ dàng di chuyển và thể hiện sự tự do trong cuộc sống. Đôi giày này có thể là một biểu tượng cho sự độc lập và sự tự quyết định của phụ nữ. Ngoài ra còn có những chi tiết nhỏ trên đôi giày như màu sắc, họa tiết và chất liệu. Có thể kể nhiều câu chuyện về sở thích và cá tính của phụ nữ. Một đôi giày màu sắc tươi sáng có thể biểu thị sự năng động và lạc quan,
trong khi một đôi giày với họa tiết tinh tế có thể thể hiện sự tinh tế và sáng tạo. Vì vậy, đàn ông nên thấu hiểu rằng, khi họ nhìn vào đôi giày của một người phụ nữ, họ cũng đang nhìn vào một phần của cuộc sống và tâm hồn của cô ấy. Đó là cách cô ấy thể hiện bản thân và tương tác với thế giới xung quanh. Đôi giày không chỉ là một món đồ thời trang, mà còn là một cách để nói lên những điều không thể diễn đạt được bằng lời nói. Thưa quý vị, nhiều phụ nữ tuy không được nổi bật về ngoại hình, nhưng lại toát lên phong thái thu hút đàn ông. Bạn có biết những điều mà đàn ông thấy đáng yêu ở phụ nữ là gì không? Vâng, có một số điều có thể giúp bạn thu hút một người đàn ông về phía bạn. Nếu sở hữu những đặc điểm sau đây, chắc chắn bạn là cô gái rất xinh đẹp, bởi nét đẹp ấy được hình thành từ cá tính và thái độ sống tích cực của bạn đối với cuộc sống. Dưới đây là 8 đặc điểm thường thấy ở phụ nữ dễ cuốn hút đàn ông nhất. Thứ nhất, lòng tốt. Lòng tốt là một đặc điểm tính cách đáng trân trọng. Ở một người phụ nữ, lòng tốt thể hiện sự độ lượng và lòng nhân ái. Và đàn ông thường cảm thấy rất ấn tượng bởi điều này. Người phụ nữ có lòng tốt thường biết lắng nghe và quan tâm đến người khác, và họ sẽ không ngần ngại giúp đỡ người khác khi cần. Đặc biệt, lòng tốt còn thể hiện trong khả năng tha thứ và chấp nhận sự khác biệt. Người phụ nữ có lòng tốt sẽ không dễ dàng căm ghét hoặc mang thù hận với người khác, mà họ thường cố gắng hiểu và tha thứ cho những sai lầm của người khác. Điều này tạo nên một môi trường yên bình và thoải mái trong mối quan hệ. Lòng tốt cũng thể hiện qua việc họ đối xử với động vật và môi trường. Người phụ nữ có lòng tốt thường có tình yêu và lòng quan tâm đến thiên nhiên và các loài động vật. Họ có thể tham gia vào các hoạt động bảo vệ môi trường hoặc tham gia các tổ chức từ thiện để giúp đỡ người nghèo khó. Nhưng trên hết, lòng tốt thể hiện trong cách họ đối xử với gia đình và bạn bè. Người phụ nữ có lòng tốt sẽ luôn quan tâm và chia sẻ với gia đình, và họ thường là người bạn đáng tin cậy nhất trong thời gian khó khăn. Đối với bạn bè, họ luôn sẵn sàng lắng nghe và giúp đỡ khi cần. Do đó, lòng tốt là một đặc điểm tính cách quý báu mà đàn ông thường thấy đáng yêu và ấn tượng ở phụ nữ. Nó thể hiện sự độ lượng, lòng nhân ái, khả năng tha thứ và chấp nhận, quan tâm đến môi trường và động vật, và cách đối xử với gia đình và bạn bè. Lòng tốt là một yếu tố quyết định tạo nên sự hấp dẫn và tạo mối kết nối trong mối quan hệ. Thứ hai, trung thực. Trung thực là một phẩm chất quý báu mà đàn ông thường đánh giá rất cao ở phụ nữ. Tuyệt đối không ai mong muốn sống bên cạnh một người đối tác không trung thực, vì điều đó có thể gây ra rất nhiều vấn đề và xung đột không cần thiết. Trong một mối quan hệ, sự tin tưởng là yếu tố quan trọng nhất, và trung thực là nền tảng để xây dựng sự tin tưởng này. Phụ nữ trung thực không chỉ thể hiện sự thẳng thắn trong lời nói, mà còn qua hành động và cử chỉ hàng ngày. Họ không che giấu đi những suy nghĩ và cảm xúc của mình, mà luôn sẵn sàng trò chuyện với đối tác về mọi vấn đề. Điều này giúp tạo ra một môi trường mở cửa cho việc giao tiếp và giúp mối quan hệ trở nên chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, trung thực không đồng nghĩa với việc phải tiết lộ mọi điều trong cuộc sống cá nhân. Một phụ nữ có thể duy trì sự riêng tư và đồng thời vẫn là người trung thực. Điều quan trọng là khi cô ấy chia sẻ, thì những điều cô ấy nói phải được xây dựng trên sự thật và không gian tin tưởng. Sự trung thực cũng bao gồm việc thừa nhận và sửa chữa khi mắc lỗi. Phụ nữ trung thực không che đậy sai lầm mà thay vào đó, họ học từ chúng và cố gắng để không lặp lại. Điều này làm cho họ trở thành đối tác tin cậy và thể hiện sự trưởng thành trong quản lý cuộc sống. Vì thế, trung thực là một đặc điểm quý báu mà không chỉ đàn ông, mà ai cũng đánh giá cao ở người khác. Nó tạo nên sự tin tưởng, gắn kết và sự kết nối ổn định trong mối quan hệ, giúp nó trở nên mạnh mẽ và bền vững hơn. Thứ ba, tự tin. Sự tự tin là dấu hiệu của sự độc lập và sức mạnh tinh thần. Đàn ông thường muốn ở bên cạnh một người phụ nữ có khả năng tự quyết định và độc lập trong cuộc sống. Sự tự tin thể hiện rằng bạn có khả năng tự mình đối phó với cuộc sống và không phụ thuộc vào người khác. Điều này tạo nên sự yên tâm cho đàn ông về việc bạn không cần phải dựa dẫm vào họ hoặc đòi hỏi họ phải đảm bảo cho bạn.
Ngoài ra, sự tự tin giúp bạn có cái nhìn tích cực về bản thân và giá trị của mình. Điều này khiến bạn không cảm thấy tự ti hoặc lo lắng về những khuyết điểm về ngoại hình hay tính cách. Đàn ông thường cảm thấy thu hút bởi người phụ nữ biết tự trọng và yêu thương bản thân. Sự tự tin cũng tạo nên sự quyến rũ. Đàn ông thường bị cuốn hút bởi phụ nữ biết cách diễn đạt và thể hiện sự tự tin của họ thông qua cử chỉ, ngôn ngữ cơ thể và cách họ nói chuyện. Điều này tạo ra một sự hấp dẫn tự nhiên mà đàn ông không thể cưỡng lại. Cuối cùng, sự tự tin cũng làm tăng sự quan tâm. Đàn ông thường thấy sự tự tin của phụ nữ là một yếu tố thu hút và đầy thách thức. Họ muốn được đối diện với một người phụ nữ có tinh thần mạnh mẽ và có khả năng đối mặt với thách thức trong cuộc sống. Sự tự tin của bạn có thể khiến họ cảm thấy họ phải làm việc chăm chỉ hơn để xứng đáng với bạn. Do đó, sự tự tin là một đặc điểm quan trọng và quyết định trong mối quan hệ. Nó không chỉ làm cho bạn trở nên hấp dẫn về vẻ bề ngoài, mà còn về tinh thần. Đàn ông thường cảm thấy tự tin bên cạnh người phụ nữ tự tin vì họ cảm thấy được sự ủng hộ và đồng hành trong cuộc sống. Thứ tư, khiêm tốn. Sự khiêm tốn là những đặc điểm tính cách mà đàn ông thấy khá đáng yêu ở phụ nữ. Họ coi sự khiêm tốn của bạn là một trong những điều kiện khiến bạn trở nên xinh đẹp hơn. Điều này cho thấy bạn là người có linh hồn tuyệt vời và có nhiều tình cảm dành cho người khác. Phụ nữ khiêm tốn không cần phải tự ca, tự khen, không cần phải luôn tìm cách để thể hiện mình trước mọi người. Họ có thể tự tin bản thân mình mà không cần phải khoe khoang hay tự đắn đo về bản thân. Điều này tạo nên một sự quyến rũ tự nhiên và không cần phải giả tạo. Bên cạnh đó, sự khiêm tốn thể hiện sự tôn trọng đối với người khác. Phụ nữ khiêm tốn thường lắng nghe và quan tâm đến cảm xúc của người khác mà không tự trung tâm. Họ không thích tự ca, tự khen hoặc tự đặt mình vào trung tâm của mọi sự chú ý. Điều này tạo ra một môi trường thoải mái cho đàn ông khi họ cảm thấy được lắng nghe và tôn trọng. Ngoài ra, sự khiêm tốn thể hiện lòng nhân ái và tình thương. Những người khiêm tốn thường là những người sẵn sàng giúp đỡ người khác mà không đặt điều kiện. Họ không cần phải thể hiện lòng nhân ái của mình một cách nổi bật, mà điều này tự nhiên thể hiện qua hành động của họ. Điều này làm cho họ trở thành những người bạn đồng hành tốt trong cuộc sống và quan hệ. Vì thế, phụ nữ khiêm tốn thường không bị ràng buộc bởi những quy tắc cứng nhắc và có khả năng thích nghi với mọi tình huống. Điều này tạo nên một tinh thần thoải mái và vui vẻ trong mối quan hệ, khi họ không đòi hỏi điều gì quá nhiều và có khả năng chia sẻ niềm vui cũng như khó khăn cùng đối tác. Tóm lại, sự khiêm tốn không chỉ là một đặc điểm tính cách đáng yêu mà còn thể hiện sự tự tin, tôn trọng đối tác, lòng nhân ái và sự linh hoạt trong cuộc sống. Điều này làm cho phụ nữ trở nên xinh đẹp và quyến rũ trong mắt đàn ông và tạo nên một môi trường quan hệ tốt đẹp và hạnh phúc. Thứ năm, nhút nhát. Mặc dù đàn ông thích phụ nữ tự tin và có một tâm trí tuyệt vời, nhưng họ cũng coi sự nhút nhát là một trong những phẩm chất đáng quý ở phụ nữ. Một người đàn ông quan tâm đến bạn sẽ nhận thấy bản tính nhút nhát tinh tế của bạn. Anh ấy sẽ bị thu hút và muốn biết về bạn nhiều hơn. Người phụ nữ nhút nhát thường có thể là người lắng nghe tốt và biết cân nhắc trước khi nói. Điều này tạo ra một không gian yên tĩnh cho mối quan hệ, nơi mà cả hai có thể tận hưởng sự tĩnh lặng và thấu hiểu. Sự nhút nhát cũng tạo ra sự thách thức và hứng thú cho đàn ông. Sự bí ẩn và khả năng phải tìm hiểu về bạn từng chút một khiến họ cảm thấy quyết tâm và hào hứng. Đó là như một cuốn sách được viết rất kỹ và họ muốn mở từng trang để khám phá sâu hơn về bạn. Ngoài ra, sự nhút nhát thường đi kèm với sự khiêm tốn và tôn trọng. Người phụ nữ nhút nhát thường không thích tỏ ra quá tự cao hoặc tự đại. Điều này tạo nên một môi trường tốt để xây dựng mối quan hệ đẹp. Đàn ông thấy rằng họ có thể tương tác với bạn một cách tự nhiên và không phải cạnh tranh với một tâm tính quá lớn. Vì thế, sự nhút nhát thể hiện tính cách độc đáo và riêng biệt. Mỗi người phụ nữ có cách riêng để thể hiện sự nhút nhát và điều này làm cho bạn trở nên đặc biệt trong mắt đàn ông. Họ cảm thấy bạn không phải là một phần của đám đông, mà là một người độc lập và độc đáo. Thứ sáu, thông minh.
Đàn ông cảm thấy khá thú vị và hấp dẫn khi tiếp xúc với những người phụ nữ thông minh, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn phải thể hiện trí thông minh của mình trước mặt họ. Một người quan tâm đến bạn cuối cùng sẽ nhận thấy sự thông minh trong bạn. Đối với đàn ông, sự thông minh thể hiện qua khả năng giải quyết vấn đề một cách hiệu quả và sáng tạo. Một người phụ nữ thông minh không nhất thiết phải biết mọi thứ, nhưng cô ấy sẽ biết cách tìm hiểu và học hỏi từ kinh nghiệm. Điều này tạo ra sự sâu sắc và độc đáo trong cuộc trò chuyện với cô ấy. Ngoài ra, sự thông minh cũng thể hiện qua khả năng thấu hiểu và đồng cảm. Một người phụ nữ thông minh sẽ biết cách đặt mình vào vị trí của người khác để hiểu được tâm lý và cảm xúc của họ. Điều này tạo ra một môi trường thoải mái và gần gũi trong mối quan hệ. Tuyệt đối không nên tự ti về trí thông minh của mình. Thay vào đó, hãy tự tin thể hiện sự thông minh một cách tự nhiên. Hãy chia sẻ ý kiến của bạn một cách mở cửa và thú vị, và luôn sẵn sàng học hỏi từ người khác. Điều quan trọng nhất là hãy luôn giữ tinh thần khiêm tốn và sẵn sàng lắng nghe ý kiến của người đối diện. Sự thông minh đôi khi không phải là việc biết nhiều, mà là việc biết cách sử dụng kiến thức một cách hiệu quả và có trái tim đầy đủ tình thương và sự đồng cảm. Thứ 7. Thanh lịch. Phụ nữ không cần phải sang trọng và sành điệu mọi lúc, nhưng chỉ cần một chút nét thanh lịch trong bạn có thể khiến bạn trở thành người phụ nữ hấp dẫn hơn trong mắt đàn ông. Thanh lịch cũng được thể hiện ở sở thích của bạn trong việc quần áo, trang điểm hoặc đồ trang sức. Sự thanh lịch trong phong cách và ứng xử có thể là một yếu tố quyết định khiến cho người phụ nữ trở nên hấp dẫn và cuốn hút trong mắt đàn ông. Thanh lịch không nhất thiết phải đồng nghĩa với việc luôn sang trọng và sành điệu. Thay vào đó, nó là một sự tinh tế và ấn tượng mà bạn thể hiện thông qua cách bạn tự tin và tự quản lý diện mạo của mình. Bên cạnh đó, sự thanh lịch cũng thể hiện qua cách bạn trang điểm và sử dụng đồ trang sức. Không cần phải trang điểm quá mạnh mẽ. Những nét tinh tế và tự nhiên thường làm cho bạn trở nên quyến rũ hơn. Đồ trang sức cũng nên được lựa chọn cẩn thận để tôn lên vẻ đẹp tự nhiên của bạn, không quá loè loẹt hay phô trương. Ngoài ra, cách bạn ứng xử và giao tiếp cũng vô cùng quan trọng. Sự lịch lãm và tôn trọng trong cách nói chuyện và đối xử với người khác là điểm mấu chốt. Bạn biết cách lắng nghe và thể hiện sự quan tâm đến ý kiến của người khác. Điều này tạo dựng sự ấn tượng tích cực. Cuối cùng, sự thanh lịch không chỉ là về diện mạo mà còn về tinh thần và cách bạn đối diện với cuộc sống. Bạn biết cách duy trì sự tự tin và tự trọng, không bao giờ tỏ ra loè loẹt hay thiếu kiểm soát. Sự thanh lịch thể hiện trong cách bạn kiểm soát cảm xúc và đưa ra quyết định thông minh. Vì vậy, sự thanh lịch là một yếu tố quyết định khiến bạn trở nên hấp dẫn và lôi cuốn trong mắt đàn ông. Nó không phải là việc thay đổi bản thân mình, mà là cách bạn tỏa sáng thông qua cách sống và ứng xử tự tin, tinh tế và tôn trọng. Thứ 8. Là chính mình. Đây là một trong những đặc điểm quan trọng nhất mà đàn ông thấy hấp dẫn ở phụ nữ. Đàn ông thích một người phụ nữ biết chấp nhận khuyết điểm của mình và không bị ảnh hưởng bởi khuôn mẫu của người khác. Họ có thể không thích những người phụ nữ giả tạo vì họ không muốn yêu một người không đáng tin. Sự chân thành và tự tin trong việc là chính mình là một đặc điểm quyến rũ không chỉ đối với đàn ông mà cả mọi người đều đánh giá cao. Khi một người phụ nữ biết chấp nhận và yêu bản thân mình, cô ấy trở nên lôi cuốn và quyến rũ một cách tự nhiên. Một người phụ nữ tự tin sẽ không cảm thấy áp lực phải đáp ứng khuôn mẫu hoặc thị hiếu của người khác. Cô ấy biết mình là ai và đứng vững trong giá trị của bản thân. Điều này tạo ra sự thu hút mạnh mẽ bởi vì đàn ông thích cảm giác được ở bên cạnh người phụ nữ mà họ không cần phải giả mạo hay thay đổi để được yêu thương. Sự chân thành cũng liên quan đến việc biểu hiện cảm xúc một cách chân thành và không che giấu những khía cạnh thật của bản thân. Đàn ông đánh giá cao sự trung thực và tinh thần cởi mở trong mối quan hệ. Khi bạn là chính mình và không giấu giếm cảm xúc, đối tác sẽ cảm thấy gần gũi và tin tưởng bạn hơn. Vậy nên, điều quan trọng là hãy luôn tự tin và tự trọng với bản thân mình. Đừng cố gắng giả mạo để theo đuổi một hình mẫu hoặc lý tưởng của người khác. Hãy biểu hiện sự chân thành và sự chắc chắn về bản thân mình, và bạn sẽ thu hút người đàn ông thích người phụ nữ biết là chính mình và đáng tin cậy. Quý vị thân mến,
Trong cuộc hành trình tìm kiếm tình yêu và sự cuốn hút, chắc hẳn ai cũng muốn mình trở nên hấp dẫn và đáng yêu trong mắt người khác. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng cần tìm cách thay đổi bản thân để làm cho người khác phải say mê. Quan trọng hơn là biết tự trân trọng và tự tin với bản thân. Khi bạn hiểu và yêu thương chính mình, bạn tự nhiên tỏa sáng và thu hút những người có thể đánh giá và trân trọng bạn vì cái mà bạn có, chứ không phải chỉ vì vẻ ngoại hình. Tình yêu đôi khi không chỉ nằm ở vẻ bề ngoài, mà còn ẩn chứa trong tinh thần, sự tôn trọng và sự hiểu biết lẫn nhau. Vì vậy, hãy biết trân trọng bản thân, phát triển tinh thần và kiến thức của mình, tìm người hiểu và yêu quý bạn bằng cả trái tim. Chỉ cần bạn là chính bạn, sẽ có một người đánh giá bạn đúng giá trị và đắm chìm dưới chân bạn. Thành công trong tình yêu không nằm ở việc bạn có đủ điểm hấp dẫn hay không, mà nó nằm ở sự chân thành và kết nối tinh thần giữa hai con người. Phụ nữ đẹp theo bài cách này, đàn ông say mê đến chết cũng không rời. Quý vị thân mến, phụ nữ không cần quá xinh đẹp, nhưng nhất định phải có khí chất. Khí chất xuất phát từ trong tâm hồn, từ tâm thiện, sự tự tin làm nên một người phụ nữ có thể thu hút đàn ông, cho dù cơ thể vẻ đẹp bên ngoài của họ không như những cô gái tuyệt sắc giai nhân. Có một số người phụ nữ xem ra nhan sắc tầm thường, nhưng đường tình duyên lại thuận buồm xuôi gió, khiến cho nhiều người khó hiểu. Bạn có phát hiện ra không? Phàm là những người phụ nữ càng tự tin, tâm cao, thì duyên số của họ lại càng cực kỳ tốt đẹp. Cổ nhân có câu nói rằng, người phụ nữ tự tin thông thường là người giản dị, dễ gần, không kiêu, không hèn, tự tỏa ra nét đẹp đặc biệt của riêng mình. Khí chất của người phụ nữ được tạo nên bởi 3 phần tướng mạo, 7 phần thần thái. Khí chất không phải ai sinh ra cũng có sẵn, mà nó là quá trình rèn luyện lâu dài. Trong đó, 7 phần thần thái tạo nên khí chất của người phụ nữ là tư thế, lễ nghĩa, ngôn ngữ, lời nói, cảm xúc, tâm thái, khí thái. Người xưa có câu, không có phụ nữ xấu, chỉ có phụ nữ lười. Vì thế bạn có thể đẹp hoặc không, nhưng chắc chắn cần phải nỗ lực trở thành một người phụ nữ có thần thái, có khí chất. Đặc biệt, phụ nữ có thể không quá đẹp, nhưng nếu sở hữu 7 điểm này, sẽ khiến đàn ông mê không dứt. Hãy cùng ngẫm thế gian lắng nghe và chiêm nghiệm ngay sau đây. Thứ nhất, biết cho đi. Trong xã hội hiện đại, chuỗi thời đại mà chúng ta đang sống, chuyện các phụ nữ và con gái thể hiện sự đòi hỏi mạnh mẽ và không ngừng đưa ra yêu cầu đối phương đã trở nên ngày càng phổ biến. Từ việc yêu cầu sự chú ý đến việc muốn được người khác phục vụ, một số người phụ nữ đã nảy sinh tư duy rằng họ là công chúa hoặc nữ hoàng của cuộc đời mình và đàn ông nên phải tuân thủ và làm theo ý của họ. Có lẽ họ đã tin rằng đàn ông cần phải luôn là người chủ động trong mọi tình huống và phải cung cấp cho họ mọi thứ mà họ cần. Tuy nhiên, khi nhìn sâu vào bản chất của các mối quan hệ, chúng ta có thể thấy rằng chúng thực sự là một quá trình trao đổi giá trị. Khái niệm này không phải là một khía cạnh về tiền bạc mà là về tình cảm, hỗ trợ và sự hiểu biết. Một mối quan hệ là một cuộc trò chuyện hai chiều, một tình cảm tương hỗ và một sự cống hiến đôi chiều. Đòi hỏi là một phần quan trọng của một mối quan hệ và không có gì sai khi bạn muốn người khác hiểu và đáp ứng nhu cầu của bạn. Tuy nhiên, điều quan trọng là đừng quên rằng, để nhận, bạn cũng phải biết cho đi. Trong thế giới hiện đại, nhiều người đã bị cuốn vào vòng xoay của lợi ích cá nhân và tự ái, và họ có thể quên rằng tình cảm và tình bạn không chỉ là về việc nhận, mà còn là về việc chia sẻ và cống hiến. Có thể có những người phụ nữ đã cảm thấy bị bỏ rơi hoặc không đủ quan trọng khi họ không nhận được sự chú ý và hỗ trợ mà họ mong muốn. Tuy nhiên, thay vì yêu cầu người khác phục vụ mình, chúng ta có thể cố gắng xây dựng mối quan hệ lành mạnh bằng cách tôn trọng, lắng nghe và hiểu biết người khác. Thay vì tập trung vào việc đòi hỏi, chúng ta có thể cống hiến và chia sẻ, và điều này thường dẫn đến một mối quan hệ đôi bên vững mạnh hơn. Nếu chúng ta muốn mối quan hệ của mình phát triển và thịnh vượng, chúng ta cần phải nhớ rằng sự cân bằng trong việc đòi hỏi và cho đi là vô cùng quan trọng. Chúng ta không nên tự xem mình là công chúa hoặc hoàng tử đòi hỏi sự phục vụ từ người khác, mà hãy coi mối quan hệ là một cơ hội để tạo ra sự hòa hợp, tôn trọng và yêu thương đôi bên. Chỉ khi chúng ta biết cho đi cùng với việc đòi hỏi,
mối quan hệ mới có thể thực sự lành mạnh và thú vị. Thứ hai, độc lập kinh tế. Phụ nữ độc lập kinh tế sẽ khiến đàn ông ngưỡng mộ và dẹp bỏ tư tưởng xem thường hay khác biệt giới tính. Đây không chỉ là việc kiếm tiền, mà còn là quyền tự quyết định về cuộc sống của mình. Phụ nữ độc lập kinh tế đã và đang chứng minh một sức mạnh vượt trội, không chỉ trong việc kiếm tiền mà còn trong cách họ xây dựng và quản lý cuộc sống của mình. Trước đây có rất nhiều tư tưởng sai lầm có liên quan đến vai trò của người phụ nữ trong kinh tế. Nhiều người đàn ông từng xem thường hoặc ám ảnh bởi sự khác biệt về giới tính, cho rằng phụ nữ không thể tự nuôi sống bản thân mình, hoặc không thể tự quản lý cuộc sống mà không cần sự hỗ trợ của đàn ông. Tuy nhiên, sự phát triển của xã hội và những cơ hội mới đã phá vỡ những tưởng tượng đó. Phụ nữ độc lập kinh tế không chỉ tạo ra một sự ngưỡng mộ từ phía đàn ông, mà còn cho phép họ tự do trong quyết định cuộc sống của mình. Họ có khả năng tự mua những sản phẩm hoặc dịch vụ mà họ yêu thích, mà không cần phải xin phép hoặc nhờ vào ai đó trợ giúp. Điều này tạo nên một tầm nhìn về tình tự, quản lý, sự độc lập và tinh thần lựa chọn. Một trong những điểm quan trọng nhất về độc lập kinh tế là khả năng tự sống và tự quyết định. Phụ nữ không cần phải dựa vào người khác để có cuộc sống tốt đẹp và thịnh vượng. Họ có thể tự thiết lập mục tiêu và theo đuổi đam mê cá nhân mà không bị ràng buộc bởi người khác. Điều này tạo ra một sự tự tin mạnh mẽ và khả năng tự quản lý cuộc sống. Độc lập kinh tế không chỉ giúp phụ nữ thấy mình mạnh mẽ và tự tin, mà còn mở ra cơ hội cho họ thể hiện tài năng và đóng góp xây dựng xã hội. Họ có thể tham gia vào nhiều lĩnh vực, từ kinh doanh đến khoa học, nghệ thuật và xã hội học, đóng góp vào sự phát triển toàn diện của xã hội. Một phụ nữ độc lập kinh tế không chỉ tồn tại mà còn tỏa sáng trong xã hội. Chính sự độc lập này đã làm thay đổi cách mà chúng ta nhìn nhận vai trò của phụ nữ trong xã hội và đã thúc đẩy sự thay đổi tích cực về tư duy xã hội và giới tính. Độc lập kinh tế không chỉ là một quyền mà còn là một cơ hội để tạo ra một tương lai tươi sáng và bình đẳng cho tất cả mọi người. Thứ ba, tinh tế. Phụ nữ tinh tế không phải lúc nào cũng đòi hỏi những bộ quần áo hàng hiệu hay sự rực rỡ của đồ trang sức đắt tiền. Thay vào đó, nó thể hiện trong cách con người ta sống, trong tâm hồn và thái độ của mình đối với cuộc sống và người khác. Điều quan trọng là sự tinh tế xuất phát từ bên trong và lan tỏa ra bằng những cử chỉ và hành động đơn giản. Giống như việc pha trà, có thể bạn không cần phải dùng trà đắt tiền, nhưng cách bạn thể hiện và trải nghiệm nó mới thực sự là điểm quan trọng. Một bát trà ngon không chỉ là sự kết hợp của các loại thảo mộc, mà còn là quá trình tận hưởng mỗi hương vị và hương thơm. Người phụ nữ tinh tế hiểu rằng cuộc sống cũng giống như một bát trà, không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Nhưng sự tận hưởng và đầu tư vào từng khoảnh khắc mới là điều quý báu. Tính tinh tế còn thể hiện trong cách bạn tương tác với người khác. Đôi khi chỉ cần một vài chi tiết nhỏ, một lời nói nhẹ nhàng hay một cử chỉ tinh tế có thể làm thay đổi cả một tình huống. Người tinh tế biết cách lắng nghe và hiểu rõ người đối diện. Họ biết cách đối phó với tình huống khó khăn một cách khéo léo, để không làm ai đó phải thấy ngượng ngùng hay không thoải mái. Điều này tạo nên một môi trường thuận lợi cho giao tiếp và làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và gần gũi hơn. Một phụ nữ tinh tế không cần phải hoàn hảo ở mọi khía cạnh, bởi mọi người đều có nhược điểm riêng. Tuy nhiên, điểm mạnh của họ chính là khả năng tự trau dồi và phát triển, biết cách giữ lại những điểm mạnh và khắc phục những điểm yếu. Họ tự tin với bản thân, không sợ sửa đổi để trở nên tốt hơn. Điều này giúp họ tự tin và thoải mái trong tất cả các tình huống và thể hiện sự bình tĩnh và sự tự tin đối diện với những thách thức của cuộc đời. Tinh tế là một trạng thái tinh thần, một cách sống. Nó không phải là việc theo đuổi vật chất hoặc ngoại hình hoàn hảo, mà là sự khả năng thấu hiểu và trân trọng những điều tinh tế trong cuộc sống, đồng thời tỏa sáng từ bên trong để tạo nên một hình ảnh, một sự ảnh hưởng tích cực đối với mọi người xung quanh. Thứ tư, đối nhân xử thế bằng cái tâm. Đối nhân xử thế bằng tấm lòng. Trong một thế giới ngày càng phức tạp và nhiều đặc tính cá nhân là một năng lực quan trọng, xã hội hiện đại thường đưa con người vào tình trạng tự bảo vệ, tự giữ lấy và tạo ra một vỏ bọc để bảo vệ cho chính bản thân mình. Tuy nhiên, biết sống bằng tấm lòng
Biết đối xử với người khác một cách chân thành có thể tạo ra mối quan hệ chặt chẽ và thúc đẩy sự phát triển của cá nhân. Tận hưởng mối quan hệ bền vững không chỉ là việc nhận mà còn là việc cho đi. Không chỉ là biết cầu xin sự thấu hiểu và sẻ chia, mà còn là khả năng lắng nghe, hỗ trợ và thấu hiểu người khác. Khi ta xem xét cuộc sống này bằng tấm lòng, ta đặt ra câu hỏi, tôi có thể làm gì để giúp đỡ, để sẻ chia yêu thương và để thấu hiểu người khác? Thay vì tự mình chiếm lấy và bảo vệ lợi ích cá nhân, ta hướng dẫn tâm hồn mình ra ngoài để tạo nên những mối quan hệ đáng quý. Cách đối nhân xử thế bằng tấm lòng có thể tạo ra sự kết nối mạnh mẽ với người khác. Chúng ta thường quên rằng mọi người xung quanh chúng ta đều là con người, có cảm xúc, mong muốn và nhu cầu riêng. Bằng cách thể hiện sự quan tâm, tôn trọng và lắng nghe, chúng ta có thể xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và đánh bại khoảng cách giữa chúng ta. Điều này làm cho môi trường xã hội trở nên ấm áp, đồng thời định hình con người mình thành người tốt hơn. Khả năng đối nhân xử thế bằng tấm lòng cũng là cách để tạo ra một môi trường xã hội tốt hơn. Khi chúng ta thể hiện lòng thông cảm và tôn trọng người khác, chúng ta đã đặt một kiểu mẫu cho những người xung quanh và khuyến khích họ làm điều tương tự. Điều này lan tỏa ra và tạo nên một vòng luẩn quẩn tích cực. Khi mọi người hướng đến tạo ra một xã hội tràn đầy yêu thương, tôn trọng và sự hỗ trợ lẫn nhau. Sống bằng tấm lòng không phải lúc nào cũng là điều dễ dàng, bởi xã hội có thể đầy biến động và thách thức. Tuy nhiên, nó có thể được xem là một khía cạnh quý báu của con người, một năng lực quan trọng giúp ta đối diện với thế giới một cách bình tĩnh và tự tin. Nó không chỉ là việc tồn tại, mà còn là cách để thể hiện giá trị của mình trong xã hội và để tạo ra một thế giới tốt đẹp hơn cho mọi người. Thứ 5. Tâm thái lạc quan và ấm áp. Tâm thái lạc quan và ấm áp là một tài năng đặc biệt mà một số người phụ nữ sở hữu, và đó chính là điều làm cho họ trở nên đặc biệt trong mắt của người khác. Đây không chỉ là cách để thu hút sự quý mến của phái nam, mà còn là cách để tạo nên sự đón nhận và yêu thích từ phái nữ. Phụ nữ có tâm thái lạc quan thường tỏ ra mạnh mẽ và tích cực, và điều này lan tỏa sự ấm áp và thoải mái cho những người xung quanh họ. Họ biết cách thể hiện lòng biết ơn với cuộc sống và luôn tìm kiếm những điều tích cực trong mọi tình huống. Dù trong hoàn cảnh khó khăn hay thử thách, họ luôn giữ được niềm tin và khả năng tiếp tục vượt qua. Tâm thái lạc quan không chỉ là về việc tìm niềm vui trong những thứ nhỏ bé xung quanh, mà còn về việc biết thể hiện niềm vui và sự hạnh phúc cho người khác. Họ có khả năng làm cho mọi người cảm thấy thoải mái và vui vẻ khi ở bên cạnh họ, và điều này tạo nên một sự kết nối đặc biệt. Tâm thái lạc quan chứ không phải là một cách để che giấu vấn đề hay tránh khó khăn, mà là cách để đối mặt với chúng một cách tích cực và xây dựng từ đó. Sự biết ơn cuộc sống và niềm vui thể hiện sự ấm áp và cởi mở của người phụ nữ này. Họ không chỉ biết ơn những điều tốt lành trong cuộc sống, mà còn biết cách thỏa mãn với những gì họ đang có. Điều này tạo nên một tâm hồn bình tĩnh và thấm thoát, giúp họ đối mặt với những khó khăn và thách thức một cách mạnh mẽ và kiên định. Cuối cùng, phụ nữ có tâm thái lạc quan và ấm áp có thể thu hút mọi người xung quanh như một bông hoa tỏa hương, làm cho tất cả mọi người đổ về phía họ như ong bướm đổ vào một đóa hoa tươi. Sự lạc quan và ấm áp không chỉ là cách để thu hút sự quý mến, mà còn là cách để tạo ra một môi trường tích cực, làm cho cuộc sống trở nên tươi đẹp và đáng sống. Đó chính là sức mạnh đặc biệt của những phụ nữ biết cởi mở và sống lạc quan. Thứ 6. Cảm xúc ổn định. Khả năng kiểm soát cảm xúc và sở hữu một tâm hồn ôn hòa là một đặc điểm quý báu của nhiều phụ nữ. Sự ổn định tinh thần không chỉ tạo ra một cuộc sống cá nhân tràn đầy hạnh phúc, mà còn tạo ra những mối quan hệ tốt đẹp và ấm áp. Phụ nữ biết cách kiểm soát cảm xúc thường thể hiện sự quyến rũ và sức hút đặc biệt. Họ không bao giờ để những chuyện nhỏ xé toang tâm hồn hay đánh mất bản thân trong những cơn tức giận không cần thiết. Điều này không chỉ giúp họ duy trì vẻ quyến rũ và cuốn hút, mà còn làm cho họ trở nên đáng yêu hơn trong mắt của người khác. Họ luôn kiểm soát được cảm xúc của mình, không để chúng trỗi dậy một cách thái quá và tạo ra một môi trường thân thiện và tôn trọng. Khả năng kiểm soát cảm xúc không chỉ giúp cho phụ nữ duy trì mối quan hệ tốt với người khác, mà còn giúp họ làm dịu những xung đột và giải quyết các vấn đề một cách tốt hơn.
người biết kiểm soát cảm xúc và có khả năng thấu hiểu và thấu hiểu người khác. Và điều này làm cho họ trở thành người trung gian tốt trong việc giải quyết xung đột và làm cho môi trường xung quanh trở nên bình yên hơn. Tuy nhiên, đồng thời, phụ nữ cũng cần phải có sức mạnh để giúp người khác giải quyết các vấn đề và cảm xúc. Họ không chỉ là người kiểm soát cảm xúc của mình, mà còn là người có khả năng làm dịu và làm cho người khác cảm thấy được sự thoải mái. Sức mạnh và sự chắc chắn của họ giúp người xung quanh cảm thấy an tâm, và điều này tạo nên sự tin tưởng và mối quan hệ bền vững. Trong một thế giới có nhiều biến động, khả năng kiểm soát cảm xúc và sở hữu tâm hồn ôn hòa là một phẩm chất quý báu. Nó không chỉ giúp cho phụ nữ sống mạnh mẽ và hạnh phúc, mà còn giúp họ tạo ra những mối quan hệ đáng quý và ấm áp. Điều này thể hiện sự kiên nhẫn, tỉnh táo và khả năng làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn cho bản thân và cho người khác. Thứ 7. Lương thiện. Lương thiện, sự cởi mở, tự tin, sức sống và sự tu dưỡng bản thân đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng một tâm hồn mạnh mẽ và khí chất cuốn hút cho một người phụ nữ và thậm chí là cho bất kỳ ai trong xã hội này. Những phẩm chất này không chỉ làm nổi bật một người mà còn giúp họ tạo ra sự ảnh hưởng tích cực đối với người khác và môi trường xung quanh. Lương thiện là một trong những đặc điểm quý báu nhất mà một người có thể có. Phụ nữ lương thiện thường đặt lòng từ bi và lòng nhân ái lên trên hết, luôn sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ với người khác. Họ thể hiện sự đồng cảm và sẵn sàng đóng góp cho một cộng đồng một cách tích cực. Khả năng này không chỉ làm cho họ trở nên đáng yêu và đáng quý, mà còn giúp họ xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với người khác. Sự cởi mở và tự tin cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc thể hiện khí chất. Phụ nữ tự tin thu hút sự chú ý và tôn trọng từ người khác. Họ biết rằng họ có giá trị và không cần phải so sánh mình với người khác. Tự tin là nguồn cảm hứng cho sự thành công và giúp họ đối mặt với thách thức một cách mạnh mẽ. Sự cởi mở là điều quý báu, cho phép họ tương tác và kết nối với người khác một cách tự nhiên, tạo ra một môi trường thoải mái và tôn trọng. Sức sống và sự tu dưỡng bản thân là những điểm đặc biệt trong khí chất của một người phụ nữ. Sức sống là nguồn năng lượng tích cực và động lực để đối mặt với cuộc sống một cách mạnh mẽ. Phụ nữ với sự tu dưỡng bản thân đề cao giá trị của việc tự phát triển và trau dồi kiến thức. Họ luôn cố gắng hoàn thiện bản thân và không ngừng học hỏi. Điều này giúp họ tự tin và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ thử thách nào. Trái tim nhân hậu, sự đồng cảm và lòng trắc ẩn là những phẩm chất quý báu trong một con người. Trái tim nhân hậu là nguồn sự ấm áp và yêu thương, làm cho người khác cảm thấy quý trọng và an toàn. Sự đồng cảm là khả năng thấu hiểu và chia sẻ cảm xúc với người khác, tạo ra mối kết nối đặc biệt. Lòng trắc ẩn là khả năng xem xét và đánh giá các tình huống một cách sâu sắc và thông minh, giúp họ đưa ra quyết định tốt đẹp. Trong tổng hợp, những đặc điểm này tạo nên một khí chất đặc biệt cho phụ nữ, làm cho họ trở nên đáng yêu, đáng quý và đầy tài năng. Điều này không chỉ tạo ra một cuộc sống hạnh phúc cho họ, mà còn tạo ra một sự ảnh hưởng tích cực đối với mọi người xung quanh, làm cho thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Thưa quý vị, người xưa có câu, khí chất toát ra từ sự tin tưởng vào bản thân chứ không phải là việc hơn thua với đời. Khí chất của một người là sự tồn tại vô hình, nhưng nó có thể được phản ánh thông qua giao tiếp, cách ứng xử, đi đứng và đối nhân xử thế. Không cần phải ăn vận hào nhoáng, cũng không cần đi xe sang, xài đồ hiệu. Một con người tự tin và chỉn chu từ trong ra ngoài cũng đủ đầy khí chất khiến ai cũng yêu thích. Trước khi tìm đến sự tự tin về vẻ ngoài, hãy rèn luyện nội hàm để khí chất toát ra từ tận cốt cách. Năm điều sau sẽ giúp bạn làm được điều đó. Thứ nhất, ăn nói nhẹ nhàng, dung dị với mọi thứ. Ước mơ của nhiều người là sở hữu một khí chất mạnh mẽ, một tâm hồn điềm tĩnh và trí tuệ trong giao tiếp. Nhưng để thực hiện điều này, chúng ta cần luyện tập và phát triển từng khía cạnh của bản thân. Một trong những điểm đầu tiên để có được khí chất mạnh mẽ là ăn nói nhẹ nhàng, dung dị với mọi thứ. Người có khí chất mạnh mẽ thường thể hiện sự bình tĩnh đến kinh ngạc trong cách họ giao tiếp. Họ không để cho những tình huống bất ngờ làm họ trở nên mất bình tĩnh. Thay vào đó, họ duy trì sự điềm tĩnh và tự tin. Khi đối mặt với khó khăn, họ không tỏ ra hoảng hốt mà thay vào đó là cái nhìn sáng suốt
và niềm tin vào khả năng giải quyết vấn đề. Người điềm tĩnh không phải lúc nào cũng là người lạnh lùng hoặc không có cảm xúc. Họ chỉ biết khi nào nên nhiệt tình và khi nào nên dung dị. Họ có khả năng hiểu rõ tình huống và người khác, biết cách thích nghi và thể hiện tình cảm một cách tế nhị. Khi cần thiết, họ có thể tỏ ra mạnh mẽ và quyết đoán, nhưng cũng biết khi nào nên thể hiện sự hiểu biết và lắng nghe. Để phát triển khí chất mạnh mẽ, điềm tĩnh và hiểu biết, cần có một tâm hồn biết nhẫn nhịn và bình tĩnh. Người điềm tĩnh hiểu rằng nếu họ không thể kiểm soát tâm trạng của mình thì họ sẽ không thể giúp đỡ người khác hoặc giải quyết vấn đề một cách hiệu quả. Do đó họ luôn tự luyện tập để duy trì tâm trạng bình tĩnh dù trong những tình huống phức tạp nhất. Một nụ cười trên môi và một lời nói nhẹ nhàng có thể tạo nên một ấn tượng tốt với người khác và làm nổi bật khí chất của một người. Khả năng này không chỉ làm cho người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên họ, mà còn tạo ra một môi trường dễ chịu và tràn đầy tích cực. Nếu bạn có thể kiểm soát được tâm trạng của mình, biết khi nào nên nhiệt tình và khi nào nên dung dị, bạn sẽ thể hiện được một khí chất hơn người và làm cho cuộc sống của mình trở nên tốt đẹp hơn. Thứ hai, cởi bỏ bộ dạng khúm núm, khoác lên mình sự tự tin. Bộ dạng khúm núm, cảm giác tự ti và sự lo lắng trước ánh mắt của người khác có thể khiến cho cuộc sống trở nên khó khăn và giới hạn. Điều này làm cho nhiều người bỏ lỡ cơ hội, không thể thể hiện được khí chất riêng và không đạt được sự thành công mà họ hoàn toàn có thể đạt được. Một trong những yếu tố quan trọng để xây dựng khí chất mạnh mẽ là cởi bỏ bộ dạng khúm núm và khoác lên mình sự tự tin. Đây là một quá trình không dễ dàng, nhưng nó hoàn toàn có thể được thực hiện. Bộ dạng khúm núm thường là dấu hiệu của sự tự ti. Nó thể hiện sự lo lắng về việc người khác nhận xét, đánh giá hoặc chỉ trích chúng ta. Điều này làm cho chúng ta trở nên thụ động và ngại giao tiếp. Tuy nhiên cần nhớ rằng, không cần phải làm hài lòng bất kỳ ai khác ngoài chính mình. Bạn không cần phải tự ti về bản thân mình và cố gắng thích hợp với người khác. Thay vào đó, hãy tự hào với bản thân mình và chấp nhận mình là người độc đáo với những phẩm chất riêng. Sự tự tin xuất phát từ việc hiểu rằng bạn không cần phải chấp nhận sự tán thành hoặc công nhận từ người khác để xác nhận giá trị của mình. Bạn có thể tự tin trong bản thân mình và thấu hiểu rằng bạn đủ tốt để đối mặt với mọi thử thách. Sự tự tin không phải là việc tỏ ra hoàn hảo, mà là sự chấp nhận với các khía cạnh của bản thân và dám đối diện với chúng. Khi bạn có sự tự tin, bạn tỏa sáng với khí chất mạnh mẽ mà người khác sẽ thèm muốn. Sự tự tin không chỉ làm cho bạn dễ dàng nói chuyện và tạo mối kết nối với người khác, mà còn giúp bạn thu hút sự quý trọng và sự ngưỡng mộ. Bạn sẽ dám đối mặt với mọi thách thức một cách mạnh mẽ và tự tin bước vào cuộc sống một cách đầy tinh thần. Vì vậy, hãy cởi bỏ bộ dạng khúm núm, loại bỏ sự tự ti và tập trung vào việc phát triển sự tự tin và khí chất của bản thân. Đừng chạy theo sự tán thành của người khác, hãy chấp nhận và yêu quý bản thân mình. Khi bạn tự tin, bạn sẽ có khí chất vạn người mê và cuộc sống của bạn sẽ trở nên thú vị và đầy tiềm năng hơn bao giờ hết. Thứ ba, kiểm soát lòng hư vinh. Khả năng kiểm soát lòng hư vinh và thể hiện sự khiêm tốn là một yếu tố quan trọng trong việc xây dựng khí chất mạnh mẽ. Khi bạn thể hiện lòng khiêm tốn, bạn tạo ra một ấn tượng tích cực và thu hút sự ngưỡng mộ từ người khác. Điều này đặc biệt quan trọng khi bạn đã có vẻ đẹp, tài năng hoặc thành tựu đáng nể. Mong muốn thể hiện mạnh mẽ và tự hào về bản thân là điều tự nhiên và phần nào đó là cần thiết để xây dựng sự tự tin. Tuy nhiên, khi điều này trở nên quá mức và biến thành lòng hư vinh, nó có thể phá hủy hào quang của bạn. Hư vinh là một dạng kiêu căng và tự cao tự đại, và nó thường làm mất đi sự quyến rũ và sự cuốn hút của khí chất. Một điểm cần nhớ là xinh đẹp, tài năng và thành tựu không nên được tỏ ra quá tự tin hoặc khoe khoang. Ngược lại, sự khiêm tốn và tôn trọng người khác sẽ làm cho bạn trở nên cuốn hút hơn. Một người thực sự xinh đẹp và tài năng thường không cần phải tự đặt lên bản thân mình để chứng minh điều đó. Họ biết rằng sự tự tin thật sự đến từ bên trong và không cần phải thể hiện ra ngoài bằng cách khoe khoang. Một trong những cách quan trọng để kiểm soát lòng hư vinh là chú ý đến các chi tiết nhỏ trong cuộc sống hàng ngày.
Điều này bao gồm việc kiểm soát giọng điệu và cách nói chuyện. Khi nói chuyện, hãy làm cho mọi thứ tự nhiên và không tỏ ra cao ngạo. Đừng thể hiện bản thân là người tốt hơn hoặc thông minh hơn người khác. Thay vào đó, hãy thể hiện sự khiêm tốn và tôn trọng đối tác nói chuyện. Ngoài ra, rèn luyện cách giao tiếp thú vị và nói ngắn gọn, logic đủ ý. Điều này giúp bạn tạo ra một ấn tượng tích cực và thể hiện sự tự tin một cách dịu dàng và cuốn hút. Đừng cố tỏ ra mình quá thông minh hoặc tài giỏi, mà hãy thể hiện điều đó qua cách bạn nói chuyện và giao tiếp với người khác. Kết nối với người xung quanh một cách thoải mái và tự nhiên cũng là một yếu tố quan trọng để xây dựng khí chất mạnh mẽ. Hãy tạo ra mối liên kết, sự kết nối với người khác bằng cách lắng nghe họ và hiểu họ. Khí chất mạnh mẽ không nên đến bằng sự cố ý hay miễn cưỡng để tạo ra nó, mà nó nên thể hiện bằng sự tự tin, tự nhiên và sự khiêm tốn trong cách bạn tương tác với người khác. Vì vậy, hãy kiểm soát lòng hư vinh và thể hiện sự khiêm tốn trong mọi tình huống. Hãy nhớ rằng sự tự tin thực sự đến từ bên trong và không cần phải thể hiện ra một cách quá mức. Khi bạn thể hiện lòng khiêm tốn và tôn trọng đối tác, bạn sẽ làm cho mọi người xung quanh mình cảm thấy thoải mái và thấy mình đáng quý. Điều này sẽ giúp bạn xây dựng được một khí chất mạnh mẽ và cuốn hút. Thứ tư, sống biết yêu thương. Sống biết yêu thương là một khía cạnh quan trọng trong việc xây dựng khí chất mạnh mẽ và cuốn hút. Tình yêu, sự bao dung và hy vọng là những yếu tố quan trọng tạo nên một khí chất đặc biệt mà không phụ thuộc vào ngoại hình hay thành tựu cá nhân. Trong trái tim của một người có yêu thương, luôn tồn tại sự bao dung và hy vọng. Tình yêu là nguồn ánh sáng đẹp nhất chiếu qua cơ thể bạn, phản chiếu trên khuôn mặt của bạn và sưởi ấm nụ cười của bạn. Khi bạn yêu thương, bạn trở nên dịu dàng và sẵn sàng chia sẻ tình thương với người khác. Điều này không chỉ tạo nên một môi trường tích cực xung quanh bạn, mà còn làm cho bạn trở nên đáng quý và cuốn hút với người khác. Một người biết yêu thương mặc dù có thể không toát lên loại khí chất khiến cho người khác ấn tượng ngay từ đầu. Tuy nhiên, khí chất mạnh mẽ của họ không phải xuất phát từ vẻ ngoại hình hoàn hảo hay thành tựu cá nhân hoàn mỹ. Thay vào đó là một loại từ trường tinh tế, là sự phản chiếu của tình yêu và lòng nhân ái từ bên trong họ. Sự yêu thương và lòng nhân ái của họ tạo ra một hào quang mạnh mẽ, làm cho người xung quanh cảm thấy được sự ấm áp và hạnh phúc khi ở bên cạnh họ. Khí chất này không phải là sự tự cao tự đại, mà là sự tử tế và tôn trọng đối với mọi người. Đó là loại khí chất mà người ta không thể tạo ra bằng cách giả vờ hoặc lôi cuốn bằng ngoại hình hoàn hảo. Một người biết yêu thương không chỉ thể hiện lòng nhân ái và tình yêu đối với con người, mà còn đối với toàn bộ thế giới. Họ có khả năng thấu hiểu và cảm thông với người khác và luôn sẵn sàng giúp đỡ và hỗ trợ. Điều này làm cho họ trở thành những người đáng quý và cuốn hút mà ai cũng muốn ở bên cạnh. Khí chất của người biết yêu thương không chỉ là sự tự tin và độc đáo, mà còn là sự thấu hiểu và tôn trọng đối với người khác. Nó là sự tử tế và lòng nhân ái, là điểm đánh dấu một tâm hồn đẹp và tốt lành. Khí chất mạnh mẽ như vậy không thể bị giả tạo hay mô phỏng. Nó xuất phát từ sâu bên trong trái tim và tồn tại với bạn suốt đời. Khi bạn biết sống yêu thương, bạn tạo ra một vòng luẩn quẩn tích cực của tình thương xung quanh mình. Bạn không chỉ tự thăng hạng mình mà còn tạo điều kiện cho những người khác thể hiện tình yêu thương và lòng nhân ái. Sự tốt lành và tử tế của bạn là nguồn động viên và cảm hứng cho người khác và làm cho bạn trở thành nguồn sáng của ánh sáng và tình yêu trong cuộc sống của họ. Chính vì vậy, sống biết yêu thương là một yếu tố quan trọng để xây dựng khí chất mạnh mẽ và cuốn hút. Tình yêu, bao dung và lòng nhân ái là những yếu tố quý báu tạo nên một khí chất đặc biệt mà không phụ thuộc vào ngoại hình, thành tựu cá nhân. Khí chất mạnh mẽ không phải là sự tự cao tự đại, mà là sự tử tế và tôn trọng đối với người khác. Đó là loại khí chất mà người ta không thể tạo ra bằng cách giả vờ hoặc lôi cuốn bằng ngoại hình hoàn hảo. Thứ năm, đừng lùi bước trước kẻ mạnh. Khi chúng ta đối diện với những người mạnh hơn về nhiều khía cạnh, như giàu có, xinh đẹp hay tự tin hơn, có thể chúng ta cảm thấy bối rối, tự ti và thậm chí là thấp kém trước họ.
Tuy nhiên, điều quan trọng là không nên lùi bước trước những người mạnh mẽ hơn, mà hãy học cách đối diện và tạo dấu ấn của riêng mình. Đầu tiên, khi gặp ai đó có khí chất mạnh mẽ hơn, bạn không nên cảm thấy lúng túng hoặc bất tỉnh. Thay vào đó, hãy giữ tư thế vững vàng, đứng thẳng và tự tin. Điều này gửi một thông điệp mạnh mẽ rằng bạn có kiểm soát và tự tin vào bản thân mình. Nó cũng tạo ra một ấn tượng tích cực về khí chất. Trong giao tiếp, hãy nói rõ ràng và rành mạch. Sử dụng ngôn ngữ mạnh mẽ và tự tin và hãy nhìn thẳng vào mắt đối phương. Điều này thể hiện sự tự tin và sự chắc chắn trong mối quan hệ và việc bạn biết rằng mình đang nói gì và đang muốn gì. Tuy nhiên, quan trọng là nhớ rằng khí chất không phải lúc nào cũng liên quan đến việc so sánh và cạnh tranh với người khác. Khí chất thể hiện bản thân một cách tự tin và đẹp đẽ, không phải là cuộc đua với người khác. Một khí chất mạnh mẽ được toát ra từ sự tin tưởng vào bản thân, sự tự trọng và không phải từ việc so sánh mình với người khác. Đừng bao giờ đánh giá bản thân dựa trên tiêu chuẩn của người khác. Hãy tập trung vào việc phát triển khí chất của riêng bạn và trở thành phiên bản tốt nhất của chính mình. Vậy nên khi đối mặt với những người mạnh hơn, hãy nhớ rằng mọi người đều có điểm mạnh và điểm yếu của riêng họ. Hãy tìm hiểu và phát huy điểm mạnh của mình và đừng bao giờ lùi bước trước những người mạnh hơn, mà hãy tạo dấu ấn riêng của bạn. Khí chất mạnh mẽ không phải là việc so sánh với người khác, mà là việc tự tin vào bản thân và tự tin theo đuổi mục tiêu của mình. Quý vị thân mến, phụ nữ có thể thể hiện khí chất mạnh mẽ theo nhiều cách khác nhau. Tuy nhiên, bất kể phong cách cá nhân nào, điểm chung của những người phụ nữ đầy khí chất là sự tự tin, lòng nhân ái và lòng yêu thương. Có thể nói rằng đây là những yếu tố quan trọng giúp họ thu hút và làm say mê người đối diện. Sự tự tin là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy bạn tin tưởng vào bản thân mình, và điều này thường rất cuốn hút. Một người tự tin thể hiện sự tự trọng và khả năng tự quản lý cuộc sống. Sự tự tin cũng giúp họ đối mặt với những thách thức và khó khăn một cách mạnh mẽ, đồng thời tạo niềm tin cho người xung quanh. Vậy nên là một người phụ nữ, hãy nhớ rằng bạn có thể thể hiện khí chất mạnh mẽ theo nhiều cách khác nhau. Sự tự tin, lòng nhân ái và tình yêu thương là những yếu tố quan trọng giúp bạn thu hút và làm say mê người đối diện. Khí chất mạnh mẽ không phải là sự tự cao tự đại, mà là sự tự tin và lòng yêu thương đối với bản thân và đối với người khác. Cuối chương trình, xin kính chúc quý vị thành công và vui vẻ trên hành trình cuộc đời mình. Chân thành cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành theo dõi. Quý vị hãy đăng ký kênh Ngẫm Thế Gian để ủng hộ thêm cho ban biên tập chương trình và được lắng nghe những lời dạy bổ ích và triết lý cuộc sống. Tới đây, thời lượng của video ngày hôm nay xin phép được khép lại. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo trên kênh Ngẫm Thế Gian.